Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc thần tiên tỷ tỷ. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo trở thành tâm điểm với nhan sắc thần tiên tỷ tỷ khi dự một sự kiện thời trang tối 16 tháng 12. Đặng Thu Thảo tham gia sự kiện kỷ niệm 12 năm thành lập một thương hiệu thời trang do cô làm đại sứ suốt một thập kỷ. Trải qua hai lần sinh nở, người đẹp vẫn khiến các khách mời trầm trồ vì nhan sắc rạng rỡ. Cô được fan đặt cho biệt danh thần tiên tỷ tỷ. Hoa hậu Việt Nam 2012 diện bộ váy trắng tôn vẻ thanh lịch kín đáo kết hợp cùng phụ kiện hàng hiệu. Cô chọn kiểu trang điểm trong suốt làm nổi bật nét tinh khôi và búi tóc tôn vẻ sang trọng. Từ ngày kết hôn với doanh nhân Trung Tín và trở thành con dâu hào môn, đây là lần hiếm hoi cô ra Hà Nội dự sự kiện. Đặng Thu Thảo cho biết cô nhiều lần đề nghị nhãn hàng tìm một đại sứ khác năng nổ hoạt động. Chịu khó làm hình ảnh hơn mình nhưng đối tác không thay đổi suốt 10 năm. Cô xuất hiện tại chương trình này cũng vì mối thâm tình đó. Ninh Dương Lan Ngọc diện váy đính hoa 3D sánh đôi người mẫu Lê Xuân Tiền dự tiệc. Hoa hậu Ngọc Châu bận rộn với việc chuẩn bị cho Miss Universe cũng sắp xếp thời gian bay ra Hà Nội. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hội ngộ chủ nhân bữa tiệc doanh nhân Lưu Nga. Diễn viên Bảo Thanh tôn vẻ nữ tính với váy dập ly và áo lụa đính lông vũ. Diễn viên Diễm My diện váy đen với dây chuyền và túi xách hàng hiệu. Ca sĩ Hà Trần góp vui tại sự kiện bằng ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương mang đến ca khúc thể hiện sự lạc quan, niềm tin về một tương lai tươi sáng.